Vâng, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay ô tô cũ Tuấn Anh Hải Phòng lại giới thiệu cho anh em một mẫu xe gia đình. Đấy, đi rất là chất. Thì anh em xem video đừng quên like và đăng ký kênh cho mình để nhận được nhiều thông tin hay là nhiều mẫu xe mới về cửa hàng. Thì ô tô cũ Tuấn Anh Hải Phòng cũng xin cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm đến kênh của mình trong suốt thời gian qua. Đấy, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một mẫu xe, đó là chiếc Mazda Pemacy sản xuất 2003, số tự động, máy 1.8, xe cực chất, màu xanh, biển 14, Quảng Ninh. Anh em có nhu cầu về mẫu xe này thì hãy alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0989 711 706. Thì trước màn hình quý vị và các bạn đây, đó là sơn si ngoại hình của chiếc xe. Sơn si thì rất là đẹp. Thì nói chung là dòng xe cũ này thì là mình cũng không cam kết là 100%, nhưng độ đồng sơn zin của nó thì còn được 80%. Sản xuất từ những năm 2003, còn 80% độ đồng sơn thì là quá ok. Đấy, xước sát thì nó cũng có. Xe cũ mà không có xước sát thì anh em... Đấy, xước sát này. Thì nói chung là em vẫn để nguyên, chứ chưa sơn bả lại làm gì cả. Đã được độ những chiếc tem rất là thể thao, rất là lỗi, hố na răng đúc. Thì đang đây là chiếc 203 7 chỗ Mazda Pemacy, và đang được chào bán với giá là 203 triệu đồng cho anh em, bao rút hồ sơ và không bao vận chuyển. Anh em có nhu cầu về mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0989 711 706. Thì với giá tiền là chỉ có 203 triệu đồng, anh em đã có một mẫu xe 7 chỗ, số tự động, đi rất là nhàn để chạy gia đình trong những ngày Tết hay là đi công trình, đi công việc. Đăng kiểm của chiếc xe thì còn đến tháng 4 năm 2014-2019. Đấy, ngoại nội thất của chiếc xe thì cũng khá là ok. Máy móc chất, gầm bệ chắc, nội thất đẹp, sơn si đẹp. Đấy, là một tiêu chí cho một chiếc xe cũ. Tắp ni cửa cũng rất là đẹp, rất là rộng rãi. Thì đối với dòng này thì là nó là 7 chỗ, đăng ký là 7 chỗ. Nhưng mà hai ghế sau của nó thì nó chỉ là hai ghế chở trẻ nhỏ, trẻ con, thiếu nhi. Đấy, nên là đi cũng rất là rộng rãi. Trần đỉ nguyên bản theo xe anh em nhé. Đối với dòng này thì em vừa chạy thử rồi, côn số rất là ngọt ngào, máy móc rất là chất. Bên em xe cam kết không đâm đụng nặng, không ngập nước, còn đâu va quẹt thì không tránh khỏi được. Tất cả vùng quanh xe đã được dán chống ồn, đi rất là êm. Máy nổ rất là chất. Xe từ năm 2003 mới chạy chuẩn được 22 vạn anh em nhé. Đã có màn hình DVD và cam lùi đầy đủ rồi. Anh em về chỉ việc chạy thôi. Đấy, rất là sang trọng và rộng rãi. Đấy, khi nổ máy nên là tự khóa cửa. Âm thanh cũng rất là hay. Đấy, từ những cái cánh cửa này, những con ốc của đinh của nhà sản xuất vẫn nguyên. Đấy, máy móc của chiếc xe anh em nhìn thấy rất là khô ráo này. Máy vẫn đang nổ này, đang bật điều hòa này. Và chỉ đây nghe thấy tiếng rơi cu doan.
Thì đối với chiếc này thì chiếc đấy, đó là cái màu xanh này anh em nhé. Đấy, không phải màu xanh này nhưng mà do là nó chủ cũ người ta thích đổi màu nên là người ta muốn đổi sang cái màu xanh này. Trên giấy tờ vẫn là màu xanh, rất là ok. Đấy, lắp cabo cũng rất là đẹp, máy móc của anh em mình thấy rất là khô ráo này. Màn hình DVD và cam nồi đầy đủ thì đấy, anh em nhìn thấy số tự động anh em nhé, đi rất là nhàn. Vâng, thì vừa rồi ô tô cũ Tuấn Anh Hải Phòng cũng giới thiệu cho anh em một mẫu xe, đó là chiếc Mazda Pemercy sản xuất 2003 và đang được chào bán với giá là 203 triệu đồng, đã bao rút hồ sơ cho anh em. Anh em có nhu cầu về mẫu xe này hãy alo trực tiếp với mình qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0989 711706. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm đến kênh của mình. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.